Đây đây đây, ai đó? Trời ơi, mới dọn về mà tìm được nhà mà ai đây? Ủa, ai vậy trời? Nó tự nhiên ở đâu mà cứ xăm xăm vô trong nhà tôi vậy trời? Ai vậy? Trời ơi, cái cô kia, cô làm cái gì mà cô xong xong vô trong nhà tôi vậy? Cô là ai hả? Anh, anh gì? anh không nhớ em hả? Ông nội tôi cũng nhớ cô nữa. Cô là ai vậy? Anh nhớ lại đi. Cái gì? Quen mà. Mắc mớ gì đâu quen. Cô là cái gì? Anh nhìn coi có đừng, quen đừng, không anh? Đừng có nhá tôi nghe. Hả? Ai vậy trời? Quen không anh? Có quen, cô là ai? Quen anh mà. Hả? Cô... Thu Huệ. Anh ác lắm đó. Cô vậy thì làm cái gì vậy? Hả? Cô đi đi. Đã đi được hai mươi mấy năm rồi thì cứ đi luôn đi. Về đi làm gì? Mẹ em nói là anh ác lắm đó. Mắc gì ác? Anh đổi số điện thoại anh cũng không cho em biết. Để em đi tìm anh vất vả lắm anh biết không? Trời ơi, tôi đã không cần cô. Cô bỏ cô đi hai mươi mấy năm, cha con tôi đâu có cần cô nữa. Mắc mớ gì đi tìm tôi chi cho vất vả. Tại I miss you. Gì? Ấy quên, em nhớ anh. Gì? Anh ơi. Cái gì nữa? Anh nhớ lại đi. Gì? Mái nhà xưa của em và anh. Gì? Nè. Anh biết không? Em sợ. Em sợ thời gian lắm. Thời gian sẽ xóa mòn tất cả. Anh nhìn kìa, bức tường rêu đã bám đầy hết trơn á. Bụi thì văng tứ tung. Đúng không anh? Bây giờ anh nhớ lại đi. Anh nhớ lại đi rồi. Rồi em cũng nhớ lại. Là gì? Hơn 20 năm rồi đó anh. Cái gì? 20 năm? Hồi xưa tôi nhớ 20 năm hồi xưa tôi với cô ở nhà lá. Còn cái nhà này tôi mới dọn về tôi ở có 3 tuần. Tại vì cái nhà của tôi, cái chung cư á, cái nhà tôi muốn sửa sang lại cho đàng hoàng, nó sáng sủa cho con gái tôi, cho nên tôi mới dọn vào đây tôi ở, tôi mướn. Chứ cái nhà này 20 năm hồi nào trời. Anh biết em không? Biết sao không biết? Anh biết em là gì không? Là nhà thơ. Thì nhà thơ em phải thêm mắm dập muối vô cho nó lãng mạn. Ừ. Tự nhiên à, anh làm em cục hứng. Trời đất ơi, giờ tôi với cô còn gì nữa đâu hứng mà cục. Anh gì? Cho em ôm anh đi. Ê, trời đất ơi, thôi nha, không có được. 20 năm nay tôi anh là con người truân chuyên nha, tôi ở vậy mà tôi nuôi con tôi nghe anh. Không nên nghe anh. Nha không. Cái gì? Cho em ôm anh. Trời ơi, thôi đừng đừng đừng. Nếu em ôm anh không được á. Sao? Ừ. Thì anh ôm em đi. Trời đất ơi, trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Cái gì? Nghĩ sao mà bắt tôi ôm cô? Thôi nha, tôi nói thôi nha, không có cái vụ đó nha. Nha, tôi không có chịu nha, con gái tôi nó sắp về rồi nha. Cô đi ra khỏi nhà này nha. Anh ôm em đi. Không có cái vụ ôm nha. Trời đất ơi, biết bao nhiêu người muốn ôm tôi mà tôi không cho phép nha. Đêm nay chỉ mình ta hớp trăng say. Nỗi lòng này ai thấu. Bên cạnh ta có mấy người tri kỷ. Ta hớp cạn ly này. Hớp chi? Giờ chưa trời chưa chợt mắc mớ gì đêm nay? Đêm nay hồi nào? Hả? Đừng nói với tôi nghe. Trời nắng nóng vậy đó, mưa luôn á. Có đâu, anh biết sao không? Em làm bài thơ gian dở. Lúc em đang ngồi trên máy bay đó, em rồi viết được nhiêu đây nè. Rồi máy bay nó tưng đúng không? Nó bị dằn á. Đúng rồi à. Sao anh biết hay vậy? Biết chứ. Cái rồi em buồn ngủ, em ngủ tiếp. Bây giờ nè, đến nhà anh rồi, em nhớ, em mới lấy cái tập thơ ra em viết tiếp. Trời, viết tiếp chứ. Trở lên máy bay, viết tiếp nó hay hơn. Nó có cái độ tưng của máy bay đó. Đêm nay, đêm nay, đêm nay, đêm nay, đêm nay, đêm nay. Đó, vậy đó. Có đâu. Anh Đức biết không nè, em về đây rồi à. Em đã về với gia đình rồi. Anh hay là anh ngồi yên để em sáng tác tiếp bài thơ em đang viết còn dang dở. Ê, thôi, dạ thôi, dạ. Xin phép tôi không mong muốn tôi là nhân vật trong bài thơ của cô đâu nghe. Hả? À, nghe chưa? Cô mới nói cái gì? Cô nói đây là gia đình của cô, gia đúng đình rồi, này hả? Gia đình của em. Đâu có. Anh.
Không hề đâu. Sao vậy? Cái gia đình này không phải là của cô. Cái gia đình này cô đã từ bỏ nó cách đây 20 mấy năm về trước rồi. Nghe chưa? Bây giờ cô về bên cái gia đình kia của cô đi. Đó mới là gia đình cô đó. Anh Đức ơi, anh nhìn thẳng vô mắt em đi. Tụi nhìn nè. Em biết anh còn yêu em lắm. Đúng không? Nên anh ghen. Dạ. Anh nói với em bằng cái giọng ghen tương đúng trời không ơi, anh? Trời ơi, tôi ghen hả? Hả? Tôi nhìn là cô cho là tôi ghen là tôi còn yêu cô nữa hả? Chứ còn gì nữa? Nè, có nghe, không hề. Cô đó, cái gia đình này không phải là cái gia đình của cô. Cái gia đình của cô là ở bên kia kìa. Cô hãy đi về bên cái gia đình kia của cô đi. Cha con tôi đây không đón nhận cô đâu. Nó mất tiêu rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Tôi không có đùa, không có giỡn với cô nha. Bây giờ cô phải đi ra khỏi đây liền lập tức nha. Đừng có để con gái tôi nó về là không có ổn nha. Anh ơi, anh sợ con về gặp em hả? Ừ. Con về gặp em nó sẽ kêu em 2 tiếng mẹ ơi. Trời đất ơi. Và nó sẽ ôm em thấm thiết. Trời ơi, không có. Cô đừng có tự tin như vậy. Nó mà gặp lại cô á, tôi sợ cô sẽ đau đó. Cô sẽ khổ hơn đó. Nó sẽ nói những cái lời lẽ không hay đối với cô đâu nghe. Hả? Cô đi về giùm tôi đi. Cổng còn mở kìa. Anh kêu em đi hả? Ừ. Anh muốn em đi thì em sẽ đi. Cảm ơn cô, trời ơi cảm ơn nhiều. Anh ơi, trên lầu phòng anh đi hướng này hả? Em lên phòng tôi chị. Em lên lầu em tắm. Em thay quần áo. Em thư giãn để em còn làm thơ nữa. Trời đất ơi, cái gì vậy không có được nha. Cô đừng có làm vậy nha. Hướng này hả anh, em lên nha. Ây trời. Trời đất ơi. Không biết bà có cái gì không vậy trời.